quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nhiên. con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ Đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư Tịnh Không chuyển ngữ Minh Tuệ Biên tập Nguyên Tâm Thời gian giảng ngày 20 tháng 8 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Kông Tập 550 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi Mở xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang bảy trăm mười hai chúng ta xem từ hàng thứ ba Tông chỉ phẩm này Vẫn là chứng tính trừ nghi Từ thị thuật những gì thấy Càng cho thấy lời Phật là chân thật Nói chung cảnh y chánh trang nghiêm thế giới cực lạc Duy chỉ tuyên thuyết từ kim khẩu của Phật khi hiện thánh chúng dự hội tự nói chính mắt họ thấy phần trước chúng ta đã học đến đây tiếp theo lại thấy những thai sanh ở thế giới cực lạc bị vây trong thành nghi càng cho thấy lỗi nghi hoặc Bồ Tát Di Lặc nói bản thân ngài thấy cảnh y chánh trang nghiêm thế giới cực lạc. Đây là nội dung phẩm trước. Đại chúng dự hội đều thấy. Nói là tận mắt nhìn thấy. Vấn đề này nói rất rõ ràng Thánh chúng dự hội tận mắt nhìn thấy Chứng tỏ những gì Phật nói trước đó Hoàn toàn chân thật Thời Đông Tấn Trung Quốc Đại sư Tuệ Viễn Sơ Tổ Tịnh Độn Khi vãng sanh Đã nói với những bạn đồng tu có mặt Trong đời Ngài đã tận mắt nhìn thấy Y chánh trang nghiêm Thế giới cực lạc phương Tây Ba lần như thế nhưng chưa bao giờ cho ai biết từ chỗ này chúng ta có thể thấy trí tuệ định lực của ngài huệ viễn hôm nay khi phật a di đà đến tiếp dẫn ngài lần thứ tư chứng kiến y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc ngài thấy bên cạnh phật a di đà có những bạn đồng tu trong liên sản đã vãng sanh trước đó cùng đến tiếp dẫn đại sư tuệ viễn với phật a di đà Chúng ta tin những ghi chép đó là thật Không phải bịa đặt Trong truyền ký Đại sư Tuệ Viễn Tịnh độ Thánh Hiền Lục Vạn sanh truyện đều có ghi chép Ở phẩm này Tức phẩm 39 Phần sau có một đoạn Họ thấy thế giới cực lạc Có những chúng sinh thai sanh Còn được gọi là biên địa Sanh đến biên địa của thế giới cực lạc Chưa nhập phẩm Phẩm vị gì? Phẩm vị thấp nhất So với hạ phẩm hạ sinh Phạm Thánh Đồng Cư Độ Họ còn thấp hơn nữa Sinh đến thế giới cực lạc Họ không có phẩm vị Sinh vào biên địa Sinh tại thành nghi Gọi là nghi thành Ở đây cho thấy Tội lỗi sự nghi hoặc Là chứng ngại rất lớn Tại sao nghi hoặc mà vẫn vãng sanh Họ mang tâm lý thử xem Cũng rất siêng năng tu tập Phát nguyện niệm Phật Họ thật sự được vãng sinh Nhưng còn ôm lòng nghi hoặc Nửa tin nửa ngờ không phải không tin hoàn toàn Nếu hoàn toàn không tin thì họ đã không niệm Vì vậy họ cũng tin Nhưng tin không đủ sâu Vẫn còn hoài nghi Rốt cuộc là giả hay thật Cứ thử xem Nếu như thật thì tốt quá Còn giả thì thôi vậy Ôm tâm thái đó Và rất siêng năng niệm Phật Cũng được vãng sanh trên thực tế được sinh đến biên địa nghi thành là đã quá tốt tại sao do họ không còn thoái chuyển chẳng qua họ bỏ lỡ thời gian đến thế giới cực lạc hơi dài mà thôi không thể vào thế giới cực lạc để thấy phật để được phật gia trì Thành Bồ Tát bất thối chuyển Phải chậm bao lâu? Dài nhất là 500 năm 500 năm không phải là thời gian ở thế giới cực lạc Của thế giới chúng ta 500 năm sau Khi đoạn được tâm nghi hoặc Không còn nghi hoặc nữa Mới thấy Phật A-di-đà mới nhập phẩm phẩm này là hạ phẩm hạ sinh mới nhập phẩm thế giới cực lạc có chuyện như thế xin được nhắc ra đây chúng ta biết rằng phần trước cũng đã nói nhiều trong giáo lý đại thừa Pháp môn tịnh tông Chư Phật Bồ Tát đều nói Đây là pháp môn khó tin dễ hành Sinh à, khởi tính tâm đối với pháp môn này là cực kỳ khó Nhất là trong thời đại chúng ta ngày nay Thời đại này là gì? Tạo nên tập khí đa nghi Đi học trong trường ngày nay Tôi ngần này tuổi Khi tôi học tiểu học Không nghe chuyện nào về hoài nghi Nhưng đến thời trung học Thầy giáo dạy chúng tôi nên hoài nghi Thì ra hoài nghi là tinh thần của khoa học khoa học không thể thiếu hoài nghi hoài nghi thì mới phát hiện ra vấn đề phát hiện vấn đề thì mới đưa vấn đề ra giải quyết tìm câu trả lời tìm ra sự thật thế giới vật chất còn khả dĩ còn trong thế giới tần thánh thì không ổn nếu hoài nghi đối với cổ thánh tiên hiền phương đông thì bạn không có cách nào học tập thái độ hoài nghi đó không có đất sống trong thánh học nghĩa là học thuật thánh hiền không dùng được trong phật pháp Nếu chúng ta hoài nghi tổ tiên Hoài nghi khổng tử Hoài nghi nghiêu thuấn Vũ thang văn võ chu công Chúng ta đọc những sách vở này của họ Đọc bằng tâm hoài nghi Thì liệu có khai trí tuệ không? liệu có được như cách thánh hiền đã phát hiện ra chân tướng nhân sinh vũ trụ vắng câu trả lời là phủ định không thể được khổng tử đời sau tôn ngài là thánh nhân người ngày nay không cho rằng như thế Hô hào khẩu hiệu đánh đổ bản hiệu của khổng tử Không một chút tôn trọng Thái độ của khổng tử đối với các bậc thánh hiền đi trước đã được luận ngữ ghi lại rất rõ ràng Phụ tử Thuật mà không trước tác Tin và tôn trọng những gì đã có Nói cách khác Với những gì còn lưu truyền của tánh hiền đi trước Không hoài nghi với tất cả những lời dạy đó Tiếp nhận tất cả y giáo phụng hành rồi lại còn đem những lời dạy từ ngàn xưa của thánh hiền chép thành sách vở để lưu truyền cho hậu thế người đời sau tôn xưng ông là bậc tập đại thành bản thân ông không sáng tác không phát minh mà hội tập tất cả trí tuệ của thánh hiền những lời giáo huấn những gì ông làm là công việc đó Phu tử sinh vào thời loạn, chỉ sợ đạo thánh hiền bị đứt mất. Bởi thế, tập hợp những đồng học cùng chí hướng, đệ tử của ông dạy học mỗi ngày, đem những gì cổ nhân lưu lại. Giảng thật sâu sắc Giảng rõ ràng Áp dụng vào đời sống hàng ngày Làm tấm gương sáng cho mọi người trong xã hội Đây chính là thừa truyền thánh học Thánh học nên áp dụng thái độ phương pháp này để truyền thừa Ngày nay chúng ta cũng sinh vào thời loạn Không khác bao nhiêu so với thời đại khổng tử Cảnh tao loạn thời chiến quốc Kéo dài gần 500 năm Sau khi mạng thành mất nước Xã hội chúng ta lại loạn Đến nay đã trăm năm Muốn khôi phục bình thường Chắc cũng mất bốn, năm trăm năm nữa Mới khôi phục được Nhưng trong bốn, năm trăm năm đó Không có sự xuất hiện khổng tử cũng không được Chúng ta thử bình tâm quan sát Ngày nay có khổng tử xuất hiện không? Có lớp học trò khổng tử xuất hiện không? Nếu có, chắc là chúng ta đã biết Chắc đến 4-500 năm nữa Thì văn hóa truyền thống mới được phục hưng Nếu không có, chắc chắn những lo nghĩ chúng ta vẫn hiện hữu ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển nhất là kỹ thuật in ấn chúng ta có thể in ấn số lượng lớn điện tịch để tất cả những thư viện đại học thế giới lưu trữ có nghĩa những điển tịch này không bị thất thoát việc này chúng ta phải lo nghĩ nhưng không có người học Cần những người như thế nào mới có thể học được Cần người không hoài nghi Phải có niềm tin chắc chắn Không những không hoài nghi mà còn phải cung kính Đại sư Ấn Quang nói rất hay Ngài thông tất cả Nho, Phật, Lão, là nhà thông thái. Ngài ở núi Phổ Đà, đây là đạo tràng Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài ở trong lầu Tàng Kinh đến 30 năm. Lầu Tàng Kinh trong chùa Ngài coi Lầu Tàng Kinh Suốt 30 năm Ngài có nhân duyên đó Đọc sách mỗi ngày Tôi nghĩ công việc hàng ngày không nhiều Đọc sách 30 năm Ngài nói một câu Thành kính một phần Được lợi ích một phần Bất kể là ta đọc kinh Phật Đạo hay nho Văn hóa truyền thống xưa Thành kính một phần Được một phần lợi ích Thành kính mười phần Được lợi ích mười phần Trăm phần thành kính Được trăm phần lợi ích Tôi đã từng nói Tôi lấy ví dụ Đại sư Huệ Năng đời nhà đường Câu chuyện này Nằm trước chương 1 của Pháp Bảo Đàn Kinh Kể lại rất chi tiết Đại sư Huệ Năng là người mù chữ chưa đi học bao giờ Ngài là một người con có hiếu Và là người thật thà Lớn lên làm tiều phu Tiều phu bây giờ đã không còn là một nghề Rất nhiều người không biết lên núi đốn củi Mang về thành phố bán Thành phố ngày trước Không có điện Không có ga Bởi thế nấu cơm phải nấu bằng lò Dùng củi đốt Thời kháng chiến vẫn như thế chỉ số ít thành phố lớn mới có điện đèn điện rất nhiều thành phố chưa có vẫn dùng củi không có nước máy có những người gánh nước đi bán bán củi bán nước những việc đó đòi hỏi sức mạnh sinh hoạt rất vất vả bán được củi mới mua một ít gạo một ít thức ăn về cùng phụng mẹ già một cơ hội tình cờ bán củi xong lấy được tiền khi đi ra Từ cửa sổ Ngài nghe tiếng tụng kinh Ngài có vẻ rất hiểu Nghe rất thích thú Bèn nán lại Chờ tụng xong Khi tụng xong liền đến chỗ đó xin thỉnh giáo hỏi người kia vừa rồi tụng kinh gì mà nghe rất hay ngài kể cảm nhận của mình khi nghe được cho người tụng kinh người này vô cùng kinh ngạc phát hiện ra đây không phải là người bình thường mà là người rất thông thái thực sự hiểu được ý nghĩa bởi thế Khuyên Ngài nên đến tham học ở Hoàng Mai Tham học chỗ Hòa Thượng Ngũ Tổ Đến học với Hòa Thượng Nhưng nhà Ngài còn thiếu tốn Nhà còn một mình mẹ già Nếu Ngài đi thì bà mẹ sống bằng cách nào? Người này họ trương Ông Trương rất khẳng khái Mang mười lạng bạc Đưa Ngài trang trải việc nhà Lại còn một số bạn bè Cùng tham học Phật Pháp Mọi người cùng nhau săn sóc mẹ Ngài Thế là Ngài yên tâm đi đến Hoàng Mai Ý kiến ngũ tổ xong Ngũ tổ bảo Ngài đến nhà kho bữa củi Xây gạo Làm việc của Ngài Đây là một công việc nặng nhọc. Ngày nay ta gọi là làm công đức trong chùa. Làm như thế 8 tháng. Chùa có giảng đường nhưng chưa bao giờ ngài được đặt chân đến. Có thiền đường nhưng chưa bao giờ ngồi hết một cây hương. Suốt ngày phải bổ củi giả gạo Đây là công việc của Ngài Chùa rất đông người Cuối cùng Ngũ Tổ đã truyền pháp cho Ngài Ngũ Tổ có một vị đại đệ tử Là Đại sư Thần Tú Đây là một người rất nổi tiếng Đã đi theo tổ sư lâu ngày Ai cũng nghĩ tương lai ngũ tổ truyền pháp Chắc chắn sẽ truyền cho Ngài Thần Tú Làm sao lại đến Ngài Quệ Năng Không biết một thứ gì Chưa từng học một lớp nào Thì làm sao đến được Ngài nhưng sau đó đúng là truyền cho ngài chúng tôi kể câu chuyện này ở đây tốn cả nhiều thời gian rất nhiều đồng tu đã biết tôi muốn nói sự thành kính đại sư thần tú đối với hòa thượng hoàng nhẫn là ngũ tổn có thành kính trăm phần. Ngài nhận được trăm phần lợi ích. Với ngũ tổ, Huệ năng có vàng phần thành kính. Nên Ngài nhận được vàng phần lợi ích. Không sánh được. Việc này không liên can đến việc học lâu mau, Mù chữ hay có chữ. Đại sư Ấn Quang nói rất chí lý Toàn ở chỗ thành kính Nếu ngày nay chúng ta có vạn phần thành kính Đối với kinh vô lượng thọ Đối với Phật A Di Đà Đối với Pháp môn tịnh tông Chắc chắn sẽ được vãng sinh thường thường phẩm Lời này của tôi có căn cứ Căn cứ ở đâu? Đại sư Thiền Đạo nói Tịnh độ Tứ độ tam bối cửu phẩm Đều ở chỗ gặp duyên không giống nhau Đây không phải nói mỗi người đều có phần ư Nếu gặp được viên như lục tổ Không phải được thường thường phẩm vãng sinh ư Không phải thường thường phẩm bình thường Mà vãng sinh thường thường phẩm thật báo độ Nghĩa là thành Phật từ đó có thể thấy sự thành tựu trong đời của chúng ta mấu chốt quyết định là sự thành kính nghi là chướng ngại lớn trong kinh giáo đại thừa phật dạy rất rõ ràng nghi là chướng ngại lớn nhất của bồ tát bởi thế mục đích của việc nghiên cứu kinh giáo là gì là đoạn nghi sanh tính nếu ta không còn nghi hoặc thì không cần phải nghiên cứu kinh điển một câu a di đà phật là đủ nghiên cứu kinh giáo phải lãng phí bao nhiêu thời gian lãng phí bao nhiêu tinh thần là bởi ta còn nghi Nghi nên mới nghiên cứu Không thể không nhổ sạch gốc rễ nghi ngờ Chưa nhổ được Thì dù niệm Phật đến vạn sanh Cũng chỉ sanh đến biên địa Không thể đến được tứ độ tam bối cửu phẩm vấn đề của ta đã rất nghiêm trọng tại sao chúng ta có những hoài nghi đó chủ yếu là không biết tầm tánh không thể nghĩ bàn không biết được chúng ta dùng vọng tâm Dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thành quen Không bao giờ biết chân tâm Không biết công đức của chân tâm Quay đầu nhìn lại Đại sư Huệ Năng Người ta chân thật Người chân thật thật tuyệt vời chân thật là gì là họ không hoài nghi không có vọng niệm không có phân biệt chấp trước họ khiêm tốn trước tất cả mọi người cung kính mọi người tại sao họ không biết gì cả chưa đọc sách Cảm thấy mọi người đều hơn mình Vì thế tâm cung kính họ có mặt Tâm thành kính Tại sao tâm thành kính ta không xuất hiện? Vì ta thấy mình tuyệt vời Vô số người không bằng ta Rắc rối có mặt Ta đi hỏi Đại sư Huệ Năng có người nào kém hơn ngài ngài sẽ trả lời rằng ai ai cũng là phật bồ tát chỉ tôi là phàm phu tôi không biết gì cả những lời của ngài là lừa người ư không đâu mỗi chữ đều là thật thà những lời của ngài chính là lời phật đã dạy chúng ta Ngài học rồi Còn chúng ta chưa đụng đến Phật dạy chúng ta Tất cả chúng sanh vốn là Phật Ngài học rồi Tuy không biết chữ Nhưng Ngài đã hiểu ý chính Tất cả chúng sinh đều có trí tuệ Đức tướng của Như Lai Ngài học rồi Không dám coi thường ai cả Về điểm này Chúng ta không thể bằng Ngài Bởi thế Ngài rất dễ quay về tự tánh Cổ tổ truyền Pháp Canh ba gọi Ngài đến Giảng kinh Kim Cang trong phòng phương trượng chúng ta tin là giảng đại ý chắc chắn không có kinh sách gì kinh sách ngài huệ năng vốn mù chữ ngài không làm gì được khi giảng đến đoạn ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm ngài triệt ngộ thế nhập nhập vào cảnh giới phật Xúc động nói năm câu Năm câu đó chính là luận văn Chính là báo cáo của Ngài Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Ngài đã thực sự kiến tánh Nào ngờ tự tánh vốn không sinh diệt Vốn không sinh diệt Nghĩa là bản thân Ngài đã đi vào cảnh giới Niết Bàn Đại thừa gọi là Đại Bác Niết Bàn Ngài đã đi vào, đã khế nhập Câu thứ ba Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Không sóc một pháp nào trong thường tịch quan Trí tuệ vô lượng Đức năng vô lượng Tài nghệ vô lượng Tướng hảo vô lượng Không kiếm khuyết thứ gì Nhưng sự thật Ngài thấy Là trí tuệ Đức tướng Ẩn tàng trong tự tánh chưa lộ ra ngoài đấy là thấy được thường tịch quan câu thứ tư nào ngờ tự tánh vốn không dao động để là gì tự tánh vốn định kinh lăng nghiêm gọi là thủ lăng nghiêm đại định Kinh Hoa Nghiêm nói là Sư tự phấn tới tam muội Ngài đã nhập vào cảnh giới đó Câu cuối cùng là Nào ngờ tự tánh năng sinh vạn pháp Hết thảy quốc độ chư Phật như lai Chánh báo trang nghiêm trong cõi hư không pháp giới Toàn do tự tánh biến hiện tự tánh năng sinh năng hiện nói theo ngôn ngữ ngày nay năm câu của ngài chính là đỉnh cao của triết học đỉnh cao của khoa học làm sao ngài phát biểu được Ngũ tổ giảng đại ý Kinh Kim Cang cho Ngài Là khơi gợi Ngài hiểu được ngay Nhập vào cảnh giới Nhờ đâu Nhờ vào vạn phần thành kính Nên Ngài được vạn phần lợi ích Ngũ tổ truyền y bác cho Ngài Nhìn lại khổng tử Phật mà không trước tác Khẳng định mình không thể hơn thánh hiền Đấy là gì? Con người này chính là Thánh Hiền Thánh Hiền bình đẳng với Thánh Hiền Phật Phật Đạo Đồng Có gì hơn thua Những phạm phu lục đạo thì sao Vốn phạm phu là Phật tương lai Tuy bây giờ đang mê hoặc Nhưng tự tánh trí tuệ đức tướng của họ được giấu trong tự tánh chưa hề mất đi chỉ là mê mờ nên không giác ngộ đấy thôi một khi đã khai ngộ họ ngang bằng với phật làm sao không cung kính được không những cung kính với tất cả mọi người mà với dung dế sâu kiến cũng cung kính tại sao vì nó là chúng sinh có phật tánh kinh hoa nghiêm nói tất cả chúng sinh đều có trí tuệ đức tướng của như lai sâu kiến có côn trùng có làm sao coi thường chúng nó được không những động vật có mà thực vật cũng có cây cỏ hoa lá cũng có không những thực vật có mà khoáng vật cũng có sông núi rừng bể cũng có phần trước chúng ta đã học một hạt bụi một cộng lông cộng lông là y báo, nhỏ nhất lông măng một hạt bụi là y báo, nghĩa là khoáng vật một hạt bụi nhỏ chấm nhỏ một cộng lông hạt bụi ngày nay khoa học phân tích phân tích đến độ không còn phân tích được nữa ngày nay gọi là lượng tử hạt cơ bản mắt thường không nhìn thấy được phải dùng đến kính hiển vi cao độ mới thấy nó thế nào nó có hiện tượng vật chất đồng thời có hiện tượng tinh thần nó có kiến văn giác tri Chúng ta mới thể hội được Ngũ ẩn sắc thọ tưởng hành thức Được nói trong Kinh Đại Thừa Trong Tiểu quan Tử Có đủ sắc thọ tưởng hành thức Sắc là vật chất Thọ tưởng hành thức là tinh thần là tâm pháp tâm pháp vật chất trong phật pháp gọi là sắc pháp sắc pháp và tâm pháp là nhất thể tâm pháp không tách khỏi sắc pháp nói cách khác chấm nhỏ cộng lông hạt bụi Nó biết nhìn, biết nghe, hiểu ý chúng ta. Chân tướng sự thật này, 30 năm gần đây, các nhà khoa học mới phát hiện. Nhà lượng tử lực học phát hiện. Điều này trong Kinh gọi là Tam Tế Tướng A Lại Giá các nhà lượng tử lực học đã phát hiện ra nghiệp tướng a lại gia danh từ họ gọi là năng lượng chuyện tướng của a lại gia họ gọi bằng danh từ tín hiệu cảnh giới tướng của a lại gia danh từ của họ là vật chất Những nhà khoa học này cho rằng Cả vũ trụ là ba loại Năng lượng, tín hiệu, vật chất Y chánh trang nghiêm thập pháp giới Là do a la gia biến hiện Thức biến Tâm, năng sinh, năng hiện Thức, năng biến Biến pháp giới nhất chân thành thập pháp giới y chánh trang nghiêm à. căn tánh người Điều xưa sâu sắc hơn chúng ta chúng Điều. ta không bằng họ Phải trong ý. kinh nói thiện căn Phước đức, nhân duyên Ba thứ này Người xưa dày hơn chúng ta Sâu hơn chúng ta Bởi thế Họ dễ thành công hơn Ngày nay có thể nói Thiền căn chúng ta mỏng Mà phước đức cũng mỏng Thiền căn mỏng là gì? Là chúng ta không tin Phước đức mỏng Là chúng ta hoài nghi Nhân duyên chưa chắc mỏng Chúng ta cũng gặp được Gặp Phật Pháp Gặp Đại Thừa Nhưng gặp thế nào Hai thứ trước không đủ Thì gặp cũng như không Gặp mà không tin không thể lý giải nguyện giải nghĩa chân thật của như lai ở đây câu này rất quan trọng làm sao để hiểu nghĩa chân thật của như lai phải thành kính không thành kính thì không thể nào lý giải được tâm thành kính không có chưa đoạn được hoài nghi, ngay lòng tin cũng bán tin bán nghi. rất nhiều người hỏi tôi phải làm sao? quý vị nghĩ phải làm sao? Phật Thích Ca Mâu Ni biết việc này Quý vị xem Ngài làm gì 49 năm giảng kinh dạy học Lý do Giảng giải thật thấu đáo về chân tướng sự thật Giảng rõ ràng Ta sẽ hết hoài nghi Bởi thế mục đích của giảng kinh dạy học là giúp mọi người đoàn nghi sanh tính Đại sư Huệ Năng không hoài nghi Bởi thế Ngài không học kinh giáo Ngài không hoài nghi Ngài tin ngay Cho nên được thành tựu ngay Pháp môn viên đốn Viên đốn đến cực độ Ngài là người đại diện Viên cực độ Đốn cực độ Đốn là nhanh chóng Vừa nghe đã hiểu Quý vị nghĩ câu kinh văn đó Chúng ta tụng bao nhiêu lần Có hiểu đâu Chúng ta không khai ngộ Người ta nghe võn vẹn một câu Ưng ừ, vô sở trụ Nhi sinh kỳ tâm liền khai ngộ Chúng ta có nghe vạn lần Cũng không khai ngộ Nguyên nhân do đâu Do chúng ta vẫn chưa đoạn được nghi Không đủ thành kính Nếu chúng ta không hoài nghi Có tâm thành kính vạn phần Thì sẽ thành tựu như Đại sư Huệ Năng không nhất định là câu kinh văn nào đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh bởi thế vấn đề này rất quan trọng làm sao để nuôi lớn lòng tin trong chúng ta phải tin tưởng cổ nhân người xưa minh tâm kiến tánh tin tưởng cổ nhân có tâm thành kính tin tưởng cổ nhân đối với tất cả sự vật hiện tượng họ đều tin chánh tính tình ai ai cũng là người tốt ngày nay chúng ta nếu đưa ra câu này thì mọi người sẽ lắc đầu ai là người tốt ai cũng là người tốt vậy tạo ác nhiều chuyện là ai là người tốt người tốt sao lại làm ác do mê hoặc nhất thời tâm đó rộng rãi biết bao nhiêu khi giác ngộ vốn họ là người tốt điều này tổ đức chúng ta trả nhiều đời nhiều kiếp đã dạy cho chúng ta quý vị xem từ đứa trẻ bắt đầu đi học bài đầu tiên trong tam tự kinh là nhân chi sơ tánh bản thiện luận ngữ nói nhân tính bản thiện Làm gì có người xấu trong đời Trong nhà Phật thì lại càng không Phật dạy tất cả chúng sinh vốn là Phật Không có người xấu Đọa vào súc sinh Họ là Phật Đọa vào ngã quỷ Họ vẫn là Phật Đọa vào địa ngục Họ vẫn là Phật Phật không đổi Đạo lý này rất sâu Cần thẳng thấu nó Thì chúng ta mới khôi phục lòng tin chính mình Thành tính Bản thân phải đối xử với mọi người Bằng tâm thành kính sự thế với tâm thành kính chúng ta mới học được giáo huấn thánh viên thiếu hai chữ này thì phật bồ tát đến dạy cũng không được bạn không tiếp thu không phải phật bồ tát không từ bi mà bản thân chúng ta ngăn trở chúng ta bài xích cự tuyệt không đón nhận Vấn đề là ở chỗ đó Bây giờ chúng ta xem Kinh Văn Lúc đó Phật dạy A Nan và Bồ Tát từ thị Các con thấy Cung điện, lầu gác, ao hồ, cây cối Ở thế giới cực lạc đầy đủ vi diệu thanh tịnh trang nghiêm chăng chữ chăng ở đây đọc phủ không đọc là bớt mà đọc là phủ các con thấy chư thiên dục giới trên đến trời sắc cứu cánh trời sắc cứu cánh là đệ tứ thiên đệ tứ thiền sắc giới rải hương hoa xuống khắp nước phật trắng Thế giới của Ngài ở đây Từ trời dục giới Đến tứ thiền thiên Những thiên nhân ở đây Đều trải hoa lên đạo tràng Cúng dường đại chúng Cúng Phật, cúng tăng A à, nan bạch Phật Dạ con đã thấy Ngài đã thấy hết tất cả các con nghe Phật A-di-đà lớn tiếng tuyên bố Tất cả chúng sanh được giáo hóa trong thế giới chăng? a à, nan thưa Dạ, đã được nghe Ở đây là Phật A-di-đà giảng kinh thuyết Pháp Đối diện với những ai? Đối diện với tất cả thế giới chúng sanh Có thể thấy Phật A Di Đà thuyết pháp. Thuyết pháp ở thế giới cực lạc, chúng ta ở đây cũng nghe được. Tại sao chúng ta không nghe được do tai có vấn đề? Tai chính là cái máy thu âm của chúng ta, máy thu âm bị ngăn trở. Ngăn trở bởi gì? Bởi vọng tưởng phân biệt chấp trước nếu chúng ta không còn phân biệt chấp trước thì sẽ nghe được vọng tưởng còn hay không không liên can chỉ cần buông bỏ phân biệt chấp trước là có thể nghe không những nghe được mà đứng ở đây chúng ta cũng có thể thấy chúng ta biết buông bỏ chấp trước là a à, la hán buông bỏ phân biệt là bồ tát bồ tát có khả năng nghe được phật a di đà thuyết pháp à, chúng ta xem tiếp kinh văn Phật dạy Con thấy nước kia Các chúng tình hành Bay trong hư không Cung điện theo người Nhưng không trở ngại Đi khắp mười phương cúng dường chư Phật chăng Và thấy những người đó Liên tục niệm Phật chăng Lại có chim chóc Ở giữa hư không Họ các loại tiếng Đều là hóa ra Còn thấy hết chăng Từ thì bạch rằng như Phật đã nói Con thấy rõ hết Phần trước đã nói Hai vị đạo sư Di Đà và Thích Ca Dùng đạo lực thần thông của họ Bày thế giới cực lạc ra Để đại chúng dự hội thấy Đều được thấy trong đoạn kinh văn này phật hỏi hỏi a nan hỏi bồ tát di lặc họ là những đại biểu của đại chúng dự hội đều được thấy chúng ta xem chú giải của niệm lão a nan kiết tập kinh tạng Là truyền nhân của Phật Thích Ca Mâu Ni Từ thị tương lai hạ sinh Là một vị Phật tương lai Hiện đang ở cõi trời đâu suốt Cõi trời thứ tư của dục giới Chờ duyên chín mùi Ngài sẽ hạ sanh Nên Phật đưa hai pháp môn phi diệu Giao phó hai người Giao phó cho A Nan. A Nan trong tương lai sẽ kiết tập kinh tạng. Phải đem tất cả Pháp Thế Tôn nói Trong 49 năm truyền lại hậu thế Giao phó cho Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc đương lai hạ sinh đến thế giới này để thành Phật Chắc chắn tuyên thuyết Pháp môn này Phật Thích Ca Mâu Ni giao phó cho Ngài Chắc chắn phải giảng bộ kinh này phải tuyên dương pháp môn này Thủ thị Nghĩa là thị hiện đầu tiên Cực lạc vi diệu trang nghiêm Cảnh tượng chư thiên rải hoa Khiến để làm chứng Thì ở đây là thị hiện Hiện ra để mọi người nhìn thấy Nghĩa là lần trước lễ Phật thấy ánh sáng Khiến mọi người tận mắt nhìn thấy Tận tai nghe thấy thế giới cực lạc phi diệu trang nghiêm Chư thiên rải hoa Vừa nói xong Ở đây là cúng Phật Cúng dường đại chúng Kiến tất cả mọi người trong hội Làm chứng với người chưa dự hội lúc đó Và những người hậu thế Khi đọc cuốn kinh này Sắc cứu cánh thiên là một trong những cõi trời tịnh cư Là nơi thù thắng nhất trong dục giới Nghĩa là đệ tứ thiền Tứ thiền có chính cõi trời Bốn tầng phía dưới là phàm phu Năm tầng trên là thánh nhân Thánh nhân tam quả tu hành ở đó Những người lợi căn sẽ thành tựu Vượt hóa luân hồi lục đạo Chứng quả A-la-hán những người động căng Phải trải qua thời tướng không Có nghĩa thời gian khá dài Thoát khỏi lục đạo phàm phu Họ sẽ đến Pháp giới tướng thánh Pháp giới thanh văn Pháp giới tướng thánh Là phương tiện hữu dư độ Của Phật Thích Ca Mâu Ni Lục đạo là phàm thánh đồng cư độ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế giới cực lạc có. Có Pháp giới tứ thánh. Trong lục phàm chỉ có hai loại. Người và trời không có atula và tam ác đạo thế giới cực lạc không có tam ác đạo đây là nói về trời tình cư ở tứ thiền là nơi những vị thánh chứng quả bất hoàng quả bất hoàng là quả vị thứ ba anahan họ tu hành ở đó Tiến phạm quả bất hoàng là Anahang Đã đoạn chính phẩm tư hoặc dục giới Nghĩa là không còn sinh lại dục giới Mà sinh vào sắc giới hay vô sắc giới Nên gọi quả bất hoàng Họ không còn quay lại dục giới Tuy chưa thoát khỏi lục đạo nhưng họ không đến dục giới dục giới có sáu tầng trời dưới sáu tầng trời là loài người súc sinh ngạ quỷ địa ngục tất cả là dục giới tình cư có sáu trời một là trời vô phiền Hai là trời vô nhiệt Phiền và nhiệt đều là phiền não Cho thấy phiền não của họ Đã đoạn được phiền não kiến tư Ở đó đã đoạn hết Khi đoạn hết Họ thành A-la-hán Đến Pháp giới tướng thánh không còn ở trong lục đạo nữa Ba là trời thiện hiện Bốn là trời thiện kiến Chú trọng ở chữ thiện Phi hữu phi vô Nên gọi thiện còn chấp trước là không thiện còn phân biệt là không thiện buông bỏ cả phân biệt chấp trước được gọi là thiện năm là trời sắc cứu cánh sắc là sắc giới đỉnh của sắc giới bên trên là vô sắc giới bởi thế sắc đến cứu cánh đến đỉnh đó là trời sát cứu cánh Người trời tịnh cư Nhất là chỉ giai tầng này Ở giai tầng này Họ chứng A-la-hán rất nhanh Câu xá tụng nói Năm tên trời tịnh cư này Tức năm trời bất hoàng này Cả năm đều không quay lại dục giới nữa bởi thế gọi nó là năm trời bất hoàn đều gọi là trời tịnh cư chỉ thánh nhân ở không loài nào khác không phải người tu hành thì không thể đến đó được bởi thế đây không phải chỗ của phàm phu nơi của quả thứ ba của tiểu thừa a la hàm trong kinh hoa nghiêm đại thừa lục tính của thập tính vị ở đây thất tính là a la hán thất tính đã siêu việt rồi bởi thế Thập tính vị trong Kinh Hoa Nghiêm Nghĩa là nói thập Pháp giới Sơ tính đoạn. San Đã đoạn 88 phẩm kiến hoạt trong tam giới Chứng quả tu đà hoàng Là sơ quả tiểu thừa Và Bồ Tát sơ tính vị Trong thập tính vị của Kinh Hoa Nghiêm Nếu đoạn phiền não Công phu ngang nhau Bình đẳng Sơ quả Sơ quả nâng lên gọi là Nhị quả hướng nhị quả hướng là bồ tát nhị tính vị. nhị quả nghĩa là bồ tát tam tính vị trong thập tính vị. tứ tính vị là tam quả hướng hướng đến tam quả Bồ Tát ngộ tính vị là Anaham Hàm. Anna Hàm lên nữa là tứ quả hướng, là Bồ Tát lục tính vị. Tứ quả là Bồ Tát thất tính vị. Quý vị xem trong đó sẽ thấy rất rõ ràng. Bát tính là Phật Bích Chi, cửu tính là Bồ Tát, thập tính là Phật. Phật của thập Pháp giới Bởi thế từ thập tính vị Ta sẽ thấy được thập Pháp giới rất rõ ràng Công phu đã buông bỏ hết Không còn gì khác Ngày xưa 60 năm trước Đại sư chương gia đã dạy tôi Bồ Tát thập tính vị phân phối trong thập Pháp giới Thập tính tâm mãn Ở đây là trong Kinh Hoa Nghiêm Tu hết sẽ chứng sơ quả Bồ Tát sơ quả phá nhất phẩm vô minh Chứng một phần Pháp thân Là Phật thật chứ không phải Phật giả Phật trong thập tính vị Thiên thai gọi là tương tự tức Phật Bồ Tát sơ trụ Thiên thai gọi họ là phần chứng tức Phật Từ sơ trụ đến đẳng giác Có 41 giai cấp Đều gọi là phần chứng tức Phật Cứu cánh viên mạng gọi là diệu giác vị 41 vị đại sĩ Pháp Thân ở cõi báo Thật báo trang nghiêm độ Của thế giới cực lạc Ở cõi báo Diệu giác Diệu giác không trú ở cõi báo Diệu giác ở thường tịch quan độn bởi thế thường tịch quan độ là cao nhất trong bốn độ thường tịch quan là nơi cư trú của các vị phật cứu cánh viên mãn mọi người nếu làm phép so sánh sẽ thấy rất rõ ràng chúng ta nên cố gắng phải không ngừng nâng cao mới được đừng lưu luyến thế gian này tại sao tham luyến sẽ gây ra chướng ngại trói buộc ta trong lục đạo không thể thoát ra được không thể không buông bỏ những tập khí không tốt ta phải luôn nghĩ đến ân đức của phật bồ tát đã ban cho ta chân tướng sự thật đã nói rõ như thế thấu đáo như thế chúng ta phải tin thế nào gọi là tin tưởng ngày trước thầy lý đã nói với tôi thực hành là tin tưởng bạn hiểu hiểu rõ ràng nhưng không áp dụng không thực hành thầy lý nói người đó chưa tin bởi thế tiêu chuẩn tin là phải thực hiện Điều này Đại sư Trương Gia cũng đã nói với tôi Quý vị tin có thể không cần chăng Đại sư Trương Gia giảng cho tôi về chữ tin Ngài lấy ví dụ Một đống vàng trên bàn Bên kia là đống đồng Nếu thật sự minh mẫn nên chọn thứ nào Tất nhiên là vàng Chắc chắn không chọn đồng bởi thế khi thật sự tin tưởng, ta sẽ chọn vàng. Không tin mới chọn nhầm, coi đồng cũng như vàng, như thế là thiệt thòi quá lớn. Bởi thế Chư Phật Bồ Tát nói với chúng ta, Kinh Hoa Nghiêm nói: Tin là chiếc nôi của mọi công đức tin phải coi nó quan trọng như thế đạo là gì vô thượng bồ đề là chiếc nôi của đạo có niềm tin mới thành tựu chứng đạo tất cả công đức chân thật đều có gốc từ lòng tin không có lòng tin là không có công đức một số người ngày nào trên miệng cũng bồ vô công đức liệu có tu được không khó ta hãy thử bình tâm quan sát chúng ta nên lắng lòng tự nghĩ có công đức chăng chưa áp dụng ngụ giới thập thiện thì công đức đâu ra? Nếu nói phước đức có phước đức Công đức không có Tu phước Trong phước phải có chân tính Thì phước đức đó mới thành công đức Không có lòng tin không có thành kính tu công đức đó trở thành phước đức chúng ta nghĩ xem trong bối cảnh lương võ đế gặp tổ sư đạt ma bạn đã thấy rõ trường hợp Lương Võ Đế là một đại hộ Pháp nhà Phật chúng ta Xưa nay chưa có người thứ hai Xây dựng chùa viện cho Phật giáo Thời gian tại vị Ông đã xây tổng cộng 480 ngôi Đều có quy mô khá lớn Giúp người xuất gia Cúng dường người xuất gia Mấy mười vạn người Khi Tổ sư Đạt Ma mới đến Trung Quốc Đến ý kiến ông Ông huyền hoàng khoe với Tổ sư Đạt Ma Tôi đã làm chừng đó Công đức của tôi đến đâu Tổ sư Đạt Ma là người chân thật Nói với ông một câu chân thật Không chút công đức nghe câu trả lời, đường vào đế đổi ngay sắc mặt, kêu người tiện khách, Tiễn ngài về, lời nói không khế cơ, ngài nói là sự thật, quý vị xem, khoe khoang, hoa hòe, ngạo mạn, khổng phụ tử đã nói, như tài năng cái đẹp của chu công Khiến kiêu mạng lại bụng xỉn Ngoài ra không có gì để xem Thái độ như thế Cũng biết được ta không có công đức Ngày nay chúng ta tu phước tu thiện Bỏ ác làm lành Với tâm gì? có phải mang âm hưởng như lương võ đế không nếu mang tâm thái như lương võ đế thì đó là phước đức mà không có công đức nếu ta hỏi tổ sư đạt ma nhất định ngài sẽ trả lời hoàn toàn không có công đức công đức tương ứng với định tương ứng với tuệ Nó có định, có tuệ Phước đức không tương ứng với định tuệ Chỉ là phước báo nhân thiên Bởi thế Quý vị xem những bậc đế vương Tướng soái các thời kỳ Trưởng giả giàu có Đều là đại phước báo tu tập trong đời quá khứ rất nhiều người cho rằng mình tu là đại công đức đến cuối cùng biến thành đại phước báo trong cõi trời người công đức có thể giúp ta thoát khỏi sinh tử tam giới phước đức không thể phước đức chỉ được hưởng thụ danh lợi mấy ai hưởng phước không tạo nghiệp nếu quan sát từ phương diện này ta sẽ cảm thấy lo sợ khi hưởng hết phước nghiệp báo kéo đến lập tức bị đọa lạc Nếu một khi đọa lạc đến địa ngục Rắc rối sẽ rất lớn Đây là nơi dễ vào nhưng thoát ra rất khó khăn Khi nào mới ra được? Khi tội nghiệp hết hoàn toàn mới ra khỏi được Giống như khi phạm tội Bị kết án, bị giam vào tù mãn hạn án mười năm hết mười năm thì mới ra khỏi được địa ngục giống như nhà tù nhưng phải hiểu địa ngục là do biến hóa không phải ai xây dựng không ai thiết kế cũng không phải vua diêm la không liên quan đến vua diêm la càng không liên can đến thượng đế không liên can đến phật bồ tát nó là do nghiệp lực chúng ta biến hiện ra khi nghiệp ác hết mới thoát ra đường đến lúc đó mới tính xong nợ tội nghiệp tạo ra từ vô thị kiếp đến nay tất cả đều tiêu trong đó tiêu hết mới ra khỏi, nhưng ra rồi như thế nào? Ra nhưng vẫn mang tập khí không tốt. Nếu không gặp thiền hữu tri thức, thực sự giáo hóa thì rất dễ phạm lỗi. Lỗi đó là gì? Là tham sân si mạng sát đạo dâm vọng. Ta sẽ phạm những lỗi đó. Khi đã phạm những lỗi đó, kỳ bớt lại bị đọa vào địa ngục mọi người đọc kinh địa tạng thì biết mỗi chữ mỗi câu trong kinh đều là thật không phải viễn phong năm trời bất hoàng ở thế giới này là thế giới cực lạc Thế giới cực lạc của thế giới ta bà Không còn đọa lại dục giới nữa Nói cách khác Họ chỉ được lên cao Không còn đọa lạc xuống dưới Bởi thế Nơi cư trú của thánh nhân Gọi là tình cư Nay Bồ Tát Từ Thị Đã thấy chư thiên rải hoa Lại chứng lời kinh Trước đây đã chứng Chứng minh thêm lần nữa Tất cả chư thiên Đều mang trăm nghìn hoa hương Vạn thứ kỹ nhạc Cúng dường Phật đó Phật đó chính là Phật A Di Đà phật a di đà ở thế giới cực lạc quý vị xem trăm nghìn hoa hương đẹp không kể xiết trăm thứ nghìn thứ rất nhiều chủng loại thứ nào cũng có vạn thứ kỹ nhạc đây là gì là biểu diễn ca múa trong những bức họa trên tường đời tùy đường ngày nay trong động đá đôn hoàng cũng có phật giảng kinh thiên nhân ca múa khen ngợi trong không trung cúng phật cúng dường đạo tràng cúng pháp cúng tăng nghĩa là phúng dường tam bảo y báo trang nghiêm được thấy Lại chứng minh Nguyện thứ 39 Vàng Phật trong nước nghiêm tịnh đẹp đẽ Hình dáng thù đặc Vi diệu cùng cực Không thể nói hết Đây là nguyện thứ 39 Trong 48 nguyện Đại nguyện Di Đà đã thành tựu bởi vậy có thể nhìn thấy ở thế giới cực lạc ở đây là thấy được y báo trang nghiêm tiếp đó nghe được di đà thuyết pháp chúng ta đặc biệt chú ý điểm này Phật dùng phương pháp nào? Khiến thế giới cực lạc viên mãn như thế Trang nghiêm như thế Thanh tịnh như thế Tìm không thấy một người nào có ác niệm ở thế giới cực lạc ác niệm gì khởi tâm động niệm không tìm thấy một ai khởi tâm động niệm mọi người đều không khởi tâm động niệm không khởi tâm không động niệm là địa vị nào là kinh hoa nghiêm nói sơ trụ viên giáo Ngay hà hà phẩm vãng sinh Phan thánh đồng cư độ Cũng không khởi tâm Không động niệm Chúng ta phải hiểu vấn đề này Đây là sự gia trì Oai thần bản nguyện của Phật A di đà Để họ đạt được Không phải là công phu của chính họ Công đức 48 nguyện Và năm kiếp tu hành của Phật A-di-đà Gia trì họ Bởi thế họ cũng trở thành Bồ Tát bất thoái chuyển Sơ trụ trở lên là tự chứng Những người này không phải bản thân họ tự chứng Mà là Phật Phật A-di-đà gia trì cho họ Tuy phàm phu Nhưng thần thông đạo lực trí tuệ của họ Hầu như là bình đẳng với Bồ Tát bất khoái chuyển Nhưng chưa đoạn hết tập khí phiền não Vì thế mà thế giới cực lạc đáng được mọi người khen ngợi Chính ở điểm này Nó thù thắng không phải tại thật báo độ Thật báo độ không khác gì Thật báo độ của tất cả chư Phật Thù thắng ở chỗ đồng cư độ Và phương tiện hữu dư độ Nói cách khác là thập pháp giới Rất thù thắng Rất kỳ diệu bởi thế chư phật như lai khen ngợi là quan trung cực tôn phật trung chi vương cho thấy từ bi vô tận của phật a di đà mở ra cửa phương tiện cho tất cả chúng sinh khổ nạn trong lục đạo Khiến người chưa đoạn phiền não Vẫn có thể thành tựu Đấy là điều tuyệt vời Những pháp môn khác Tám vạn bốn nghìn pháp môn Vô lượng pháp môn Đều cần đoạn phiền não Không đoạn Thì ta không thể nâng lên được Không đoạn năm loại kiến hoặc Thì không thể chứng được Bồ Tát sơ tính vị Năm loại phiền não này Đầu tiên là thân kiến A-la-hán là người đã buông bỏ thân kiến Không cho thân này là của ta Bốn tướng đã nói lần trước trong Kinh Kim Cang Bao gồm Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sinh tướng Vô thọ giả tướng Ai chứng được Sơ quả tu đà hoàng chứng được Công phu đoạn chứng đó của sơ quả tu đà hoàng Hoàn toàn giống với Bồ Tát sơ tính vị Là sơ tính trong thập tính Nếu phá được thân kiến Phá được biên kiến kiến thụ kiến giới thụ kiến tà kiến đều được đoạn hết là bồ tát sơ tính vị đại thường sơ quả tiểu thường vì thế tu hành chứng quả không phải gì khác buông bỏ không liên can gì đến chuyện quý vị biết chữ hay không cũng không liên quan đến chuyện có trình độ thế nào thế nào mới liên quan chính là buông bỏ đại sư huệ năng trong phòng phương trượng của ngũ tổ buông bỏ ngay vọng tưởng phân biệt chấp trước ngài thành phật ngay buông bỏ lập tức là gì là địa vị, vị sơ trụ viên giáo trở lên thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật phật ở đây là phần chứng tức phật không phải tương tự tức phật tương tự tức phật là chưa ra khỏi thập pháp giới phần chứng tức phật đã ra khỏi thập pháp giới sinh vào thật báo trang nghiêm độ bởi thế chư vị đồng học phải nhớ kỹ phẩm vị cao thấp khi đến thế giới cực lạc tây phương là xem ta buông bỏ bao nhiêu càng buông bỏ nhiều thì phẩm vị càng cao đại sư ngẫu ít nói rất hay đến thế giới cực lạc được chăng chắc chắn phải phụ thuộc có tính nguyện hay không tính nguyện đó đích xác là không hoài nghi không phân biệt không chấp trước chân thành cung kính đây là điều kiện cần có để phản sinh Phạm vị cao thấp đại sư ngẫu ích đã nói là do độ nông sâu của công phu niệm Phật Công phu nông sâu nói lên điều gì Đồng nghĩa với việc ta buông bỏ bao nhiêu Nếu thực sự có thể giống sơ quả Giống Bồ Tát sơ tính vị Sinh đến thế giới cực lạc Không phải sinh vào đồng cư độ Sinh phương tiện độ Họ không sinh vào đồng cư độ Trong đồng cư độ là phàm phu Còn phương tiện độ là tiểu thánh cũng có thể nói về mặt tiểu thừa sơ quả đến tướng quả gồm cả phật bích chi họ vãng sinh là phương tiện hữu dư độ nếu chúng ta có thể buông bỏ được phiền não kiến tướng, buông bỏ kiến hoặc là được, có thể sinh phương tiện hữu dư độ, có nghĩa là Bồ Tát sơ tính vị, sơ tính đến thập tính đều sinh đến phương tiện hữu dư độ. Chưa đạt được công phu Toàn là phàm phu Vẫn còn chấp thân thể này là của ta Cũng được có thể vãng sinh Mà sinh vào phàm thánh đồng cư độ Những vấn đề này Nhất định phải hiểu rõ Phải minh bạch Chúng ta mới cầm nắm được vận mệnh của chính mình trong đời này phải thực hiện cho được việc này phải làm cho thành công thế giới cực lạc tốt đẹp đẹp ở điểm nào chính là phật a di đà thuyết pháp khiến cho những người như chúng ta ở đây quay đầu nhìn lại phật bổn sư thích ca Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế 30 tuổi Thị hiện khai ngộ Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Giác ngộ Rồi liền giảng kinh dạy học Đầu tiên Người đến Lộc Giả Độ Năm Tỳ Kheo Viên tịch ở tuổi 79 Ngày nào cũng thuyết pháp giảng kinh Chưa bao giờ ngừng nghỉ Trong kinh chúng ta chưa thấy Ngày nào Phật Thích Ca Mâu Ni nghỉ phép Không thấy Ngày nay, thấy thế giới cực lạc phương Tây Phật A-di-đà giảng kinh liên tục Pháp âm trải mãi Độ khắp mười phương Giống như ngày nay Chúng ta dùng internet Dùng vệ tinh Không cần chúng ta phải ở giảng đường Người không ở đạo tràng vẫn có thể nghe Phật A di đà dùng thần thông đạo lực của mình Tiếng nói Pháp của Ngài bài khắp Pháp giới Chỉ vì chúng ta ngày nay Chiếc máy ghi âm tai có vấn đề Có ngăn che Có chướng ngại không nghe được âm thanh thuyết pháp của Phật A Di Đà. Đến lúc nào thì chúng ta mới nghe được? theo cách nói trong kinh điển sơ quả là có tư cách nghe thấy sơ quả đã khôi phục được hai loại trong sáu thần thông là thiên nhãn và thiên nhĩ trong đại thừa chính là bồ tát sơ tính vị bồ tát sơ tính vị có thiên nhãn thông thiên nhĩ thông nếu họ nhất tâm muốn nghe phật a di đà thuyết pháp nhất tâm muốn thấy thế giới cực lạc tây phương tôi nghĩ họ có thể thấy được tại sao do cảm ứng đạo giao với phật a di đà di đà từ bi đại thế chí viên thông chương nói rất hay nhớ phật niệm phật đời này tương lai nhất định thấy phật nếu chúng ta có điều kiện của một bồ tát sơ tính vị thì có thể ngay đây sẽ thấy phật a di đà không cần phải đến thế giới cực lạc ở đây vẫn có thể thấy ngay đây vẫn có thể nghe được di đà thuyết pháp phổ độ thập phương ở đây dùng kinh văn để chứng minh phần trước chúng ta đã học tiếng phạm âm của phận như sáng động tám âm nói tiếng hay phật thuyết pháp phạm là thanh tịnh như tiếng sấm, tám âm là tượng trưng sự vi diệu của âm thanh Phật hơn loài trời người. Tiểu Thừa và Bồ Tát Quyền Giáo Không thể sánh bằng Ngài Và Bồ Đề Thọ Phương Bồ Đề Vương ở đâu? Là Đạo Tràng Thọ của Phật A Di Đà Ở thế giới cực lạc Vì những cái Bồ Đề được trồng xung quanh Đạo Tràng cao lớn Nên gọi là thọ phương Nói ra vô lượng âm thanh diệu pháp Tiếng đó bay ra khắp cõi nước Phật Tất cả cõi nước chư Phật đều nghe được Đó chính là gì? Giống như tiếng thuyết pháp của chim chóc Do Phật A-di-đà biến hóa ra nguồn gốc của nó là từ phật a di đà phật a di đà bởi thân phận phật quá tôn quý mọi người thấy sự cân đối nơi phật đầy đủ uy nghi nếu cây thuyết pháp thì cảm thấy thoải mái buông thư bởi thế phật rất tâm lý nếu không quen bị gò bó trong lễ nghi Thì bạn có thể nghe chim thuyết pháp mà vẫn thoải mái Không cần đến những nghi thức quá nghiêm khắc Cây thuyết pháp vẫn thấy thoải mái Không cần đến những thứ quá nghiêm khắc Vì Phật A-di-đà quá hiểu lòng người Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Ngài đã thực hiện Và không yêu cầu quá hà khắc với chúng ta Phải tuân thủ quy cách Không cần Không phải như thế Chúng ta tự nhiên tuân thủ quy cách Đó biểu thị sự cung kính với Phật Nếu thời gian còn nhiều Nếu muốn thư giãn một tí Ta có thể đến bên ngoài giảng đường Nghe chim chóc nói Pháp Nghe cái bồ đề nói Pháp rất thoải mái phần sau có đoạn những gì thụ vương nói chính là phạm âm của pháp vương di đà vậy đây đều là biến hóa của phật a di đà thứ ba thấy thánh chúng nước đó du hành thập phương cúng dường chư phật là thành tựu chứng thứ 11 nguyện cúng khắp chư phật đến thế giới cực lạc tự nhiên sẽ thấy đại chúng thế giới cực lạc là học sinh của phật a di đà Trình độ học sinh không giống nhau Có chúng trời người Có chúng nhị thừa, thanh văn và Phật Bích Chi Phương tiện độ Có chúng Bồ Tát Những Bồ Tát này đều là Đại sĩ Pháp Thân Từ sơ trụ đến đẳng giác trong Kinh Hoa Nghiêm 41 vị đại sĩ Pháp Thân Đều được gọi là Thánh Chúng Họ du hành thập phương Khả năng đó là ngang nhau 41 vị Bồ Tát Pháp Thân Du hành thập phương là không vấn đề gì Nhị thừa trong phương tiện độ, nhân thiên trong đồng cư độ, cũng du hành thập phương như Bồ Tát pháp thân để cúng dường chư phận Bởi vì trong kinh không nói. Ngoại trừ nhân thiên và nhị thừa không có cách nói như thế. Không nói như thế nghĩa là thế giới cực lạc là bình đẳng. Đây chính là pháp khó tin Ở đây có nghĩa Nhờ oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Bổ nguyện ở đây là nguyện thứ 11 Nguyện cúng khắp chư Phật Sinh đến thế giới cực lạc Ta sẽ có khả năng cung cấp tất cả chư phật mười phương ba đời cõi hư không pháp giới đấy là điều thật tuyệt vời quý vị nên biết cúng phật là tu phước phước báo rất lớn nếu được cúng dường phật mỗi ngày đều được cúng dường tất cả phật không sót vị nào thì phước báo tu tập của quý vị sẽ viên mãn Cúng Phật nhất định nghe Phật thuyết pháp Tất cả chư Phật đều thuyết pháp cho ta Mỗi ngày bạn nghe được bao nhiêu Phật Pháp Người học một ngày ở thế giới cực lạc Ở chỗ chúng ta học suốt một kiếp cũng chưa bằng Họ có thể phân thân Còn chúng ta không làm được Không thể phân thân Không thể học một lần thật nhiều họ có thể học rất nhiều một lần chia rất nhiều thân mà lại một môn thâm nhập quân tu thời gian dài mỗi thân một môn mỗi thân một môn việc này đúng là quá tuyệt vời chúng ta thì chỉ có một thân không thể phân thân chỉ học một môn không thể học môn thứ hai đến thế giới cực lạc thì môn nào cũng học được mà lại môn nào cũng thâm nhập một môn quân tu thời gian dài làm sao không thành tựu những ưu điểm của thế giới cực lạc phải hiểu rõ phải nghĩ đến đây chính là điểm khiến mọi người hâm mộ thứ tư lại thấy thánh chúng niệm phật liên tục niệm phật là tu hành Phần trước quý vị đã thấy Cúng dường là tu phước tu huệ Cúng Phật nghe Phật giảng kinh Tu cả phước và tuệ Niệm Phật liên tục Niệm Phật liên miên Niệm Phật được công phu gì? Nói để quý vị hiểu Tám vạn bốn nghìn pháp môn Pháp môn vô lượng Không lìa câu Phật hiệu này Trong tiếng niệm Phật Có vô lượng vô biên pháp môn Chỉ để một câu Phật hiệu Đã tu được vô lượng vô biên pháp môn Bạn có biết không? Không cần tìm cái này Tìm thứ khác Tìm thế nào cũng phải tìm đến niệm Phật Chỉ tìm một thứ thôi Cái này làm tổng Làm đầu mối Câu Phật hiệu này chúng ta cũng có căn cứ Không phải là nói lung tung Những đại đức đời tùy đường Đã nói cho chúng ta biết Cần của chuyện này có trong kinh này là lời tựa của cư sĩ mai quang hy đã nói rất rõ tùy đường là thời hoàng kim của phật giáo mười tông phái đều được xây dựng từ thời đó Những bậc đại đức tổ sư Đã từng cùng nhau thảo luận Thế tôn Tất cả những kinh điển được nói trong 49 năm Bộ kinh nào Có thể đại diện đầy đủ nhất cho Phật Pháp Hình như tất cả những đại đức tổ sư Đều chọn Kinh Hoa Nghiêm Bởi thế Hoa Nghiêm được coi là Pháp Luân cơ bản Nói theo cách nói ngày nay Khái luận Phật học Thì nội dung của nó bao trùm tất cả Đại thừa, tiểu thừa Tông môn, giáo môn Hiện giáo, mật giáo Hoa nghiêm có đủ Bởi thế, Kinh Hoa Nghiêm được công nhận Là nơi hồi tụ của tất cả Pháp Học Hoa Nghiêm là học tất cả Pháp tất cả các tông các phái đều là cành nhánh của kinh hoa nghiêm không thể tách rời gốc rễ kinh hoa nghiêm được coi là gốc rễ thành phật cuối cùng của hoa nghiêm được thành thế nào chúng ta đọc kỹ hoa nghiêm Cuối cùng Hiện tại đồng tử 53 lần tham vấn Đã cho chúng ta thấy Lần cuối cùng Vị thiện tri thức thứ 53 Chính là Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền thập đại nguyện phương đạo về cực lạc Đến thế giới cực lạc Đến đây mọi người mới thấy được Thì ra cuối cùng trốn về là quay về thế giới cực lạc hiện tài đồng tử cùng đến thế giới cực lạc với Bồ Tát Phổ Hiền Tu hành bằng phương pháp nào? Niệm rốt ráo một câu Phật hiệu Dấu hiệu nào cho thấy điều đó Lần thứ nhất trong 53 lần tham vấn Vị thiện hữu đầu tiên trong bát thập hoa nghiêm Là tỳ kheo Đức Vân Trong tứ thập hoa nghiêm là tỳ kheo các tường vân Là một người Họ tu pháp môn gì? Bàn châu tam muội Chuyên niệm Phật A-di-đà Bàn Châu còn được gọi là Phật Lập Tam Muội Một kỳ là 90 ngày 90 ngày không ngủ Không ngồi Chỉ đứng trong 90 ngày Chỉ có thể đi lại Nghĩa là niệm một câu A-di-đà Phật Chuyên niệm A-di-đà Phật Ngày nay chúng ta có thể thấy một câu A-di-đà Phật Tất cả Pháp môn đều ở trong đó Là tổng kết Kinh Hoa Nghiêm A-di-đà Phật Kinh Hoa Nghiêm là nơi hội tụ của các Pháp môn Tụ hội đến cuối cùng là một câu A-di-đà Phật Công đức Phật hiệu bất khả tư nghi Không ai biết được điều này Pháp Sư Quán Định Sống vào thời Càng Long Đời nhà Thanh đã biết được Ngài nói Con gặp nạn lớn Tội nghiệp rất nặng Tội ngũ nghịch thập ác Quả báo đang hiện ra Tất cả kinh sám nhà Phật không thể cứu được Không cách nào giúp được Ngài nói cuối cùng có một cách có thể cứu con biện Pháp gì? Chân thành điện Phật Cầu sinh tịnh độ Thì tội nặng cỡ nào cũng có thể hóa giải Chúng ta tin Niệm với tâm thái nào Vạn phần thành kính Câu Phật hiệu này Thành tựu vạn phần Thành tựu của ta Không thua của Ngài Huệ Năng Công đức danh hiệu Bất khả tư nghi ngày nay xã hội động loạn tai nạn trên trái đất ngày càng nhiều dùng cách nào để cứu dùng một câu a di đà phật có thể cứu được vùng nào càng nhiều người niệm phật thì nơi đó càng an toàn có thể hóa giải tai nạn không thể hóa giải tất cả nhưng nó sẽ giảm nhẹ rất nhiều đấy là điều chắc chắn chúng ta phải biết nên buông bỏ vạn duyên nhất tâm chánh niệm hôm nay thời gian đã hết chúng ta học đến đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật